Tiểu sử Điền Tây Tiểu Ca. Điền Tây Tiểu Ca sinh năm 1988. Tên thật của Điền Tây Tiểu Ca là Dong Mayua. Khi nói về Điền Tây Tiểu Ca ở đâu thì cô gái này có quê quán tại thị trấn Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam thuộc Trung Quốc. Điền Tây Tiểu Ca bố mẹ và cô cùng sống trong một ngôi làng ở sát với vùng biên giới của Myanmar. Hot YouTuber này là một vlogger chuyên sáng tạo ra những clip có nội dung liên quan đến ẩm thực. Điền Tây Tiểu Ca sở hữu một lượng người hâm mộ cực khủng, lên đến 11 triệu fan chỉ tính riêng ở Trung Quốc. Cô cũng là chủ nhân của kênh video có đến 8,27 triệu lượt subscribe trên YouTube. Mỗi video mà cô cho ra mắt công chúng đều có đến hàng triệu hay thậm chí là hàng chục triệu view. Không chỉ có lượng fan hùng hậu ở Trung Quốc, tiên nhận được sự yêu mến lớn tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Mới đây, trang SCMP đưa ra danh sách 9 phụ nữ đã làm nên sự khác biệt trong năm 2020. Diane C là cái tên nổi bật bên cạnh những nhân vật khác như thiếu tướng Chen Wei, nhà dịch tễ học Li Lan Oan hay diễn viên Châu Đông Vũ. Cái tên Điền Tây Tiểu Ca Diane C Seo được cô giải thích nghĩa rằng từ Diane C, Điền Tây là tên của khu vực mà cô sinh sống. Còn từ Seo Tiểu Ca có nghĩa là người em trai. Cô quyết định lựa chọn cái tên này vì nếu dùng từ Seo Nay mang nghĩa là cô em gái thì lại có vẻ không quá phù hợp. Thật bất ngờ khi biết rằng cô nàng Điền Tây Tiểu Ca đã từng theo học ở Học viện Cảnh sát Tứ Xuyên. Sau đó, hot YouTuber này đã ở lại thành phố lớn là Trùng Khánh và Thành Đô để làm việc sau khi tốt nghiệp. Những tưởng cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thế nhưng đến năm 2016, bố của cô đột nhiên mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Bệnh tình chuyển nặng khiến bố của Điền Tây Tiểu Ca phải nằm viện để tiếp nhận điều trị. Đó cũng chính là lúc cô quyết định nghỉ việc để có thể về quê bên cạnh chăm sóc và bầu bạn với bố. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà suy nghĩ về việc buôn bán một số đặc sản của quê nhà để trang trải chi phí cho cuộc sống nhen nhóm lên trong Điền Tây Tiểu Ca. Việc làm này sẽ giúp cô có thêm thu nhập và đồng thời cô cũng có thể ở lại trong làng chứ không cần phải đi đâu quá xa xôi. Nghĩ là làm, cô bắt đầu quay thử một số video ngắn để quảng cáo tuyên truyền. Vốn đã có kiến thức từ việc được mẹ dạy dỗ, ngay từ còn bé, cô đã có thể nấu cơm, thêm vào đó. Vân Nam quê cô vốn có nhiều loại nguyên liệu hiếm lạ cũng như là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa ẩm thực của các dân tộc khác nhau. Đây chính là tiền đề để cô sản xuất ra các nội dung ẩm thực của riêng mình. Những video của cô có bối cảnh là ngôi nhà thời thơ ấu của Điền Tây Tiểu Ca. Còn người đẹp này thì hóa thân thành một thôn nữ giản dị ở miền quê Thanh Bình, yên ả. Đây cũng chính là nét riêng biệt của cô khi nhắc đến Điền Tây Tiểu Ca là ai. Ban đầu, cô cũng đã gặp rất nhiều khó khăn vì gần như không ai xem clip trên các kênh của Điền Tây Tiểu Ca. Dù cho dòng dã một năm trời, trên tất cả các nền tảng mà cô tham gia vẫn không có nổi 100.000 fan. Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ mà vẫn kiên trì cố gắng. Nhờ đó mà chúng ta đã có những clip ẩm thực đầy thú vị đến từ Điền Tây Tiểu Ca. Danh tiếng của cô đã ngày một lan xa hơn và đến với cộng đồng quốc tế. Cô cũng chia sẻ rằng việc những video của cô sẽ nổi tiếng ở cả nước ngoài thật sự là một điều không tưởng. Ngày trước, cô nàng chưa bao giờ dám nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được sự yêu thích của nhiều fan ngoại quốc đến như vậy. YouTuber này cũng cảm thấy rất kỳ diệu khi nghe rằng mình rất được hâm mộ ở Việt Nam. Hình ảnh Điền Tây Tiểu Ca và đại vương chú chó Husky cô nuôi đã ghi sâu trong lòng rất nhiều người xem kênh của cô. Dù không có nhiều thông tin về chồng của Điền Tây Tiểu Ca là ai hay Điền Tây Tiểu Ca và em trai ra sao nhưng mọi người vẫn biết rằng cô có một vài người chuyên giúp đỡ cho công việc quay video của mình. Thông thường, để có được một clip hoàn chỉnh, cô nàng cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Đôi khi là do cô thao tác sai nhưng cũng có khi là lỗi đến từ phía dụng cụ kỹ thuật và nhiều điều khác nữa. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Điền Tây Tiểu Ca cho biết rằng chắc chắn cô vẫn sẽ tiếp tục làm nội dung về ẩm thực. Đồng thời, cô cũng mong có thể ra mắt nhiều clip ngắn về các món ăn ngon tiêu biểu và đặc sắc của tỉnh Vân Nam.
Cô cũng mong muốn xây dựng hình ảnh tốt cho thương hiệu Điền Tây Tiểu Ca trên các sàn thương mại điện tử và đem đến cho mọi người nhiều sản phẩm với chất lượng ngày một tốt hơn. Ngoài ra, cô cũng mong rằng những clip của cô có thể trở thành một cánh cửa mà từ đó mọi người có thể làm quen và hiểu biết nhiều hơn về vùng Vân Nam quê cô.